Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thập thiện nghiệp, thiện, đức hạnh, virtuous, 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 nghiệp, actions, 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 thập thiện nghiệp, ten, virtuous, actions. Vậy thì không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác, không tham lam, không giận hờn, không si mê sẽ được diễn đạt như thế nào trong tiếng Anh? Thứ nhất, các nghiệp của thân, body, body, body. Thứ nhất, không sát sanh. Trong tiếng Anh, chúng ta có động từ refrain đi với giới từ from, có nghĩa là dừng lại cái việc gì đó. Và đằng sau giới từ chúng ta sử dụng verb in. Giết, sát hại, killing, killing, killing. Vậy, không sát sanh có thể được dịch là refrain from killing, refrain from killing, refrain from killing. Không trộm cắp. Trộm cắp trong tiếng Anh chúng ta có từ steal. Vậy không trộm cắp, refrain from stealing, refrain from stealing, refrain from stealing. Không tà dâm liên quan đến tình dục chúng ta có thể sử dụng tính từ sexual, sexual, sexual. Conduct là hành vi sai trái. Chúng ta có thể nói misconduct. Vậy, không tà dâm, refrain from sexual misconduct. Refrain from sexual misconduct. Refrain from sexual misconduct. Các nghiệp của khẩu, speech, speech, speech. Không nói dối. Nói dối trong tiếng Anh là lie. Vậy khi chuyển qua động từ chúng ta có lying. Refrain from lying. Refrain from lying. Refrain from lying. Không nói lời thêu dệt. Trong tiếng Anh chúng ta có từ flatter, có nghĩa là su nịnh, nịnh nọt, nói những lời đường mật với người khác nhằm mục đích cá nhân. Vậy, không nói lời thêu dệt có thể được tạm dịch là refrain from flattering. Refrain from flattering. Refrain from flattering. Không nói lưỡi hai chiều. Trong tiếng Anh chúng ta có động từ slander, có nghĩa là vu khống. Để hiểu sâu hơn nữa, chúng ta có thể hiểu không nói lưỡi hai chiều có nghĩa là không đứng bên này nói xấu bên kia, không đến bên kia nói xấu bên này, cũng không đem chuyện người này ra để gièm pha và làm tổn hại hòa khí của nhau. Vậy thì không nói lưỡi hai chiều có thể được tạm dịch là refrain from slandering. Refrain from slandering. Refrain from slandering. Không nói lời hung ác. Chúng ta có tính từ harsh, 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 có nghĩa là khắc nghiệt, ác độc. Vậy thì không nói lời hung ác có thể được tạm dịch là refrain from using harsh words. Refrain from using harsh words. Refrain from using harsh words. Các nghiệp từ ý, ý, mind, mind, mind. Không tham lam, chúng ta có danh từ greed là sự tham lam. Vậy không tham lam có thể được tạm dịch là refrain from greed. Refrain from greed. Không giận hờn, ghét ai đó, thù hằn ai đó, chúng ta có thể sử dụng
danh từ hate, hate, hate. Giận hờn và có suy nghĩ xấu muốn làm tổn hại người khác, chúng ta có thể sử dụng danh từ malice, malice, malice. Vậy thì không giận hờn, chúng ta có thể tạm dịch là refrain from hate, refrain from malice, refrain from hate, refrain from malice, refrain from hate, refrain from malice. Không si mê. Si mê, chúng ta có thể tạm dịch là wrong view. Vậy thì không si mê, refrain from wrong view, refrain from wrong view, refrain from wrong view. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.